Cho em hỏi, sao mỗi lần em viết lâu lâu một xíu là nó lại dính mực ở dưới phần ngòi ạ? Trường hợp này rất bình thường nhé các bạn, bởi mực nó là chất lỏng. Tại đầu ngòi có các rãnh dẫn mực xuống nên dính một chút không sao nhé. Tuy nhiên, có trường hợp nặng hơn, thường xảy ra với bút ngòi lá tre ngòi gờ, đó là đọng cả cục mực như này. Nếu mà ai viết chữ to, thích cho ra nhiều mực thì không vấn đề. Tuy nhiên, nếu không quen sẽ nhỏ cả cục mực xuống vở đó. Trường hợp như này hãy dùng một chiếc kìm đa năng nhỏ xinh để bóp chặt hai đầu ngòi lại nhé. Khi ngòi khít vào là ta có thể sử dụng bình thường rồi. Các bạn hãy áp dụng những tip hay của bút mài thầy Ánh trong công cuộc học hành của mình nhé.